em xin kính chào chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô mai vàng giá cực kỳ mềm cho anh chị chơi ha. Hôm nay còn mấy cây nên em xả cho anh chị chơi luôn ha. Hôm nay là giảm giá nha anh chị, bao rẻ luôn. Mã số đầu tiên là 465. Đó, cây co quái rất là đẹp ha. Hoành 22. Chiều cao 42. Đường kính bầu 37. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 thôi, bao ship luôn ha, 750.000 bao ship tặng nhà cho mình luôn, giá cực kỳ mềm nha anh chị. Rồi tiếp theo, cây này cực kỳ quái nha, kéo sẹo ở trơn nha anh chị, giá rất là mềm cho anh chị chơi luôn. Mã số là 466. Ôi nó quái. Nói chung là tiền ship cũng bằng gần bằng tiền cây. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 27. Chiều cao 27. Đường kính bầu 38. Mã số là 466. Rồi cái này để rẻ chị 350 rồi, bao ship luôn, cái bao chào bá luôn chị ơi. Rồi tiếp theo, cây này cũng khá là đẹp nha, kéo sẹo trơn nè chị. Nà, kéo sẹo mấy cái đầu này về mình ghép vô được nè, hoặc mình để ghim chơi tùy ha. Nà, kéo trơn quá trời cụ đế nè. Kéo quanh 25. Chiều cao 63. Đường kính bầu 43, 467. Rồi cái này giao luôn anh chị 800.000 nha, bao ship luôn anh chị, quá mềm luôn anh chị, 800.000 bao ship luôn, cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo 468. Cây cũng khá đẹp nha anh chị. Quanh 17. Chiều cao 47. Đường kính bầu 32. 468. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 350 thôi, giá cực kỳ mềm luôn, bao ship luôn nha chị, 350.000 mà bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo 469. Cây này cũng cực kỳ quái nha chị. Đó. Quanh 19. Chiều cao 41. Đường kính bầu 30. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 400.000, em bao ship. Rồi tiếp theo 470. Cũng cực kỳ quái nha anh chị. Quanh 17. Chiều cao 47. Đó, quá trời cụ đế. Đường kính bầu 33. Rồi cây này giao luôn chị cũng 400.000, bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo 471. Cây này cũng co quái lắm nha anh chị. Mai cây này già lắm, già luôn. Cây này mai vườn nó già, cũng dần già luôn. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 98. Chiều cao 98. Đường kính bầu 27. Rồi cái này để rẻ 350 luôn anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Nói chung là để giá mềm mềm cho chị mình dễ chơi ha. 472. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 91. Đường kính bầu 23. Rồi cây này giao luôn chị 300.000 thôi, bao ship luôn. Này giá này bao ship luôn rồi đó nghe chị, nên rất là mềm. Cây này củ đế rất là đẹp nè anh chị. Củ chà bá luôn. 473. Quanh 17. Chiều cao 70. Mã số là 473. Rồi cây này giờ để rẻ chị 350 luôn, bao ship tặng nhà luôn, giá rất là mềm. Rồi tiếp theo, cây này dán thú luôn anh chị. 474. Mình thú luôn. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 25. Chiều cao 25. Đường kính bầu 29. Đường kính bầu 29. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình là 200.000 thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo, cặp mai vàng. Đó, cặp mai này cũng khá là quái nha anh chị. Đó, muốn kéo đầu sẹo hết trơn ha. Cực kỳ quái nha. Quanh 16. Chiều cao 18. Rồi 475. Rồi cặp này để rẻ anh chị 250 thôi, bao ship luôn, giá rất là mềm. 475. Rồi tiếp theo nút trội hết trơn, năm trội luôn chị. Kéo sẹo, kéo sẹo.
476 một cặp luôn nha anh chị. Giá mềm luôn anh chị ơi. 476. Quanh 13. Quanh 13. Chiều cao 22. Đường kính đầu 19. Rồi, 476 cặp này em để rẻ của chú anh chị mình 200.000 thôi, bao ship luôn. Giá quá mềm nha anh chị. Em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay mới về được lô phôi mai tứ quý nha anh chị. Cây sống khỏe thần chậu nha, mới nhổ chậu ra luôn đó anh chị ơi. Đó, đó tính người ta tính ghép nên giờ người ta bán rẻ cho mình đó. À, mình về mình ghép ha. Đó nè, cốt cành ta nuôi bự bằng tới Úc hết trơn nè. Đó, phôi mai tứ quý nha anh chị. Ở số 350. 350. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 59. Chiều cao 59. Đường kính bầu 25. Rồi mã số là 350. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000 nha. Em bao ship tặng nhà. Phôi mai tứ quý nha anh chị. 351 cũng phôi mai tứ quý luôn. Cây rất là đẹp ha. Quanh 12. Quanh 12. Chiều cao 42. Chiều cao 42. Đường kính bầu 22. Rồi 351. Rồi cây này em về giao lưu với chị 350 rồi, bao ship luôn. À, phôi mai tứ quý. Này nghe anh chị. 353. Mà tiếp theo là mã 353. À, tứ quý nữa ha. Cây sống khỏe hết anh chị ơi, mình yên tâm nha. Quanh 13. Quanh 13. Chiều cao 41. Chiều cao 41. Rồi cây này giao lưu chị 400.000, bao ship tặng nhà luôn. Rồi, rồi tiếp theo 355. Nè, củ đế luôn nha anh chị. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 41. Chiều cao 41. Rồi cái này giao lưu anh chị 400.000 nha, bao ship luôn. Phôi mai tứ quý nha anh chị. 356. 356. Biết tứ quý này nó mạnh cỡ nào đó anh chị. Họ có ghép cây là bao êm luôn. Quanh 13. Quanh 13. Chiều cao 40. Nè, cốt cảnh nuôi bành bạnh trên cả năm trời luôn nha anh chị. Đó, ta chưa ghép đó, về mình ghép ha. Mã số là 356. Rồi cây này 400.000 nha, bao ship tặng nhà. 359. Lâu lâu mới được có luôn phôi mai tứ quý nha anh chị. Quanh 15,5. Chiều cao 44. Ồ ngon nè. Đó, chỉ có bệ đế rồi. Rồi cây này 550 thôi anh chị ơi. Đó, bao ship tặng nhà luôn. Phôi mai tứ quý nha. Rồi tiếp theo cũng là phôi mai tứ quý nha. Phôi này thì mới đào. Đó. 361. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 88. Chiều cao 88. Đường kính bầu 44. Ồ, cây này bệ đế đẹp lắm nha anh chị. Con mai tú quý ha. Rồi cây này 750 rồi anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. 750.000, mã số là 361. Rồi tiếp theo 362. Đó, cũng phôi mai tú quý. Cốt cành đều gan luôn, củ đế chà bá luôn. Quanh 21. Quanh 21. Chiều cao 1m18. 362. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình 600.000 nha, bao ship tặng nhà luôn. Phôi mai tứ quý. Em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô mai cúc thọ hương với siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Đó, cây này tại hổm nó hơi nắng nè, quên tưới nó hơi nở lên một số nha, nhưng mà còn nụ rất là nhiều nè anh chị coi nè ha. Đó, nụ nhiều lắm nha anh chị. Chơi Tết ok nha. Đó nè, chị coi ha. Cây này ghép đụng được một mùa mấy rồi. Nè, nút nụ nè. Đó. Đó, chị coi ha, nút nụ nè. Nè. Đó, chị nhìn bông á, cúc thọ hương là bao đẹp nha chị. Chùm luôn nha. Giá cực kỳ hữu nghị luôn. Cái này em bán thì em ship cái chậu cho mình luôn, do cô chú anh chị mình yên tâm ha. Khi về mình để cứ để vậy thôi là mình chơi Tết rồi ha anh chị. Đó, mình dưỡng thôi. Anh chị nào mà kỹ hơn thì mình thay chậu bự hơn chút xíu nha. Mã số đầu tiên là 415. Đó, cây hình thú nha. Để thú luôn, rất là đẹp luôn ha. Giá cực kỳ mềm cho anh chị chơi. Quanh 23. Quanh là 23 em đo đây nha. Đo đây nó bự, củ bự hơn nhiều nha. Chiều cao 95. Chiều cao 95. Đó, ship cả chậu cho mình luôn cho chị mình yên tâm mình chơi Tết nha. Mã số là 415. 415. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 nha. Bao ship cả chậu cho mình luôn, 1.700.000. Rồi, tiếp theo cũng là cúc thọ hương đó nha anh chị. Mã số là 416. Đó, búp nụ thì anh chị mình yên tâm ha. Đây là chơi nụ rồi nè. Đó,
búp đủ nè, đây nè ha. À, chơi Tết ok nha anh chị. Đó. Quành 21. Tài ghép được một mùa mấy thôi. Chiều cao 1m12. Đó, nè, búp bông nè, búp bông nè. Đó. Mà cũng sợ hơn ra bông thì quá trời luôn, nó ra một nụ đó ra chùm chùm luôn nha anh chị. Mình yên tâm ha, nè. Đó. Cúc Thọ Hương. Mã số là 416. Đó, để giá rất là hữu nghị anh chị luôn, ship cái chậu cho mình yên tâm luôn. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 1,7 triệu nha. Bao ship tặng nhà cả chậu cho mình luôn, cho mình chơi Tết luôn nha anh chị. Mã số là 417, 1,7 triệu nha. 416. 1,7 triệu em bao ship nha anh chị. Mã số là 416. Rồi tiếp theo 417 nha anh chị. Đó, Cúc Thọ Hương ha. Đây, quay búp bông cho chị coi nè. Nè. Đó, đây nè. Đó, này ghép được mùa mấy thôi. Nên nó chưa được nhiều nụ dày đặc như mấy cây kia khác ha. Nè. Đó, nhưng mà bông chơi là ok lắm nha anh chị. Đây. Đó. Để thú rất là đẹp luôn. Hoành nhiêu em? 21. Hoành 21, làm đo tút ngoài này luôn nha anh chị. Chiều cao 1m. Đó, đế thú luôn ha, ship chậu cho mình luôn. Đó. Nè, búp bông quá trời luôn nè anh chị. Ha, để lắc lượng, cây lắc lượng cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, chiều cao nhiêu em? À, chiều cao 1m nha anh chị, ship cả chậu luôn ha. Mã số là 417. Rồi cây này giao luôn chị cũng là 1,7 triệu nha. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo 418. Đó, bông rất là đẹp, Cúc Thọ Hương nha anh chị. Đó, đây. Đó, búp bông nè. Đó. Nè, chị có búp bông nè. Ha, nó chưa được nhiều lắm thôi nha anh chị. Chứ rất là ok, chơi Tết cũng ok lắm nha. Hoành 22,5. Hoành 22,5. Chiều cao 98. Chiều cao 98. Ừ, đây, búp bông nè. Đó, đây nè. Nè, hoa nở nè. Cúc Thọ Hương nghe anh chị. Mã số là 418. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng 1,7 triệu nha. Bao ship tặng nhà cả chậu cho mình luôn nghe anh chị. Cho mình yên tâm. Rồi tiếp theo. Mã số là 419. À, cũng Cúc Thọ Hương nha. Bông cực kỳ đẹp nè chị coi nè. Ồ, búp nụ nè. Nè, đây, đây nè. À, cơ bản đây nè. Đó, đây nè. Hoành 18. Hoành 18. Chiều cao 90. Chiều cao 90. Đó. Cây đế nào, cái cây nào cũng khá chứ nghe chị. Đó, lựa từng cây. Mã số là 419. Em ship chậu luôn cho đó anh chị mình yên tâm. Về mình để chậu với mình chơi thôi. 419. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu ha. Bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 421. Cây này quá đẹp luôn anh chị. Đó. Đó, bông nè. Đó, Cúc Thọ Hương bông nè. Quá đẹp luôn ha. Nụ bông nè. Cây này thì cũng gần được 2 mùa nghe anh chị. Được mùa mấy à. À, búp bông cũng khá lắm nghe anh chị. Cơ bản thôi. Mùa mấy thì không bằng 2 mùa rồi. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 1m1. Chiều cao 1m1. Nụ tương đối nha chị. Nè. Đó. Đây nè. Đó nè. Ừ. Bông rất là đẹp luôn. Cúc Thọ Hương. Cây này bể đế đẹp nha. Nè. Chị coi cây này nè. Đế nè. Đó. Mã số là 421. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,8 triệu. Bao ship cả chậu cho mình luôn. Bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Đóng cái khung đàng hoàng cho cô chú anh chị mình. Do đó cô chú anh chị mình yên tâm ha. Ship cái chậu để cho cô chú anh chị mình cho nó an toàn. Về nhà cô chú anh chị mình có thể chăm sóc nó dễ dàng hơn ha. Mã số là 421. 1,8 triệu em bao ship nha chị. Cả chậu nha. Xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô Linh Sam siêu hoa nha chị. Cây này thì em đã vô một nước dây rồi. Nữa bỏ vô cái sọt cho cô chú anh chị mình ha. Về mình vô dây chơi là được nha chị. Nè. 276. Cây này cũng một nước dây luôn nè. Hoành 19. Chiều cao 22. Rồi mã số là 276. Rồi này em ship chậu cho chị luôn ha. Rồi 200.000 thôi. Bao ship luôn. Giá cực kỳ mềm. 277. Hoành 14. Chiều cao 22. Rồi 277. Cây này cũng 200.000. Em bao ship. 279. 279.
nè, cốt cạnh về anh chị vô dây lại ha nè. Đầy đủ hết anh chị. Quanh 15. Rồi cái này 200 ngàn. Mã cao 25. Mã số 279, 200 ngàn. 280. 280. Quanh 15. Chiều cao 25. Rồi cái này cũng 200 ngàn, 220. 280. 280 chứ, 280, 200 ngàn thôi. 281. 281, cái này to nè chị. Có vô nước dây hết anh chị ơi. Quanh 20. Quanh 20. Chiều cao 26. Rồi cái này 250 ngàn, bao ship. 283. 283. Nó về mình dằn cái dây là mình chơi được rồi đó anh chị. Quanh 16. Chiều cao 22. Rồi 283 cũng 250 ngàn, bao ship. 284. 284, cái này cũng vậy nè anh chị thấy không? Cốt cành có đầy đủ hết à. Nè, đó, về mình dằn lại. Quanh 13. Nè. Bẻ là tim thiếp nữa ha. Chiều cao 23. Rồi 284, cái này 200 ngàn thôi chị, bao ship luôn. 285. 285. Quanh 14. Chiều cao 24. Rồi 285, cây này cũng 200 ngàn thôi, bao ship luôn chị. 286. 286. Quanh 14. Chiều cao 23. Rồi cây này 250 ngàn. 286. 287. 287. Nè, cái này chị bẻ xuống nha, tại hôm nó đụng lên ha. Quanh 15, chiều cao 30. Rồi cái này 200 ngàn thôi, mã số 287. 289. 289. Quanh 14 rồi. Chiều cao 29. Rồi 289, cái này giao luôn chị 250 ngàn. 290. 290. Quanh 15. Chiều cao 15. Cái này đẹp nha, 200 ngàn chứ. Mã số 290. 292. 292. Quanh 15. Chiều cao 25. Rồi cái này 200 ngàn. 294. 294. Vô nước dây hết rồi anh chị. Quanh 14. Chiều cao 23. Rồi cái này 200 ngàn. 295. Ồ, cái này to nè. Quanh 21. Chiều cao 27. Rồi cái này 300 ngàn. Dạ em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay về được một số cây hoa dâm bụt nghe anh chị. Đó, đây. Hoa dâm bụt cây to to không nghe anh chị. Đó, giá cũng cực kỳ mềm cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Dâm bụt này dễ sống lắm nghe anh chị. Ồ, này nữa anh chị về ghép thái mà gì gì chơi vô mà đủ màu vô cũng im lắm nghe anh chị. 183. 183. Cây cực kỳ quá dài dữ lắm, dài ha. Tổng quanh 46. Tổng quanh 46. Này chưa cắt, cắt lại đẹp lắm. Chiều cao 48. Chiều cao 48. Nè, ồ giống như thú vô này nè anh chị. Được. Cắt. Màu banh hình. Ồ, cắt cái này anh chị cắt lại ha. Tại này không không cắt cho làm lại cây đẹp lắm, đẹp luôn nghe anh chị. Mã số rồi cũng 400 ngàn thôi anh chị, bao ship luôn, chung mà để giá cực kỳ. Còn mấy cái này là cây sống khỏe ha, à, em ủ sẵn cây dừa cho mình hồi nãy này bị nám nắng thôi đó. Dâm bụt nha, 185. Này nữa em ốp giấy ốp đại nguyên cái chậu cho anh chị luôn, chậu mũ à. Tổng hoành 30. Chiều cao 16. Chiều cao 16 nè, bài rất là đẹp luôn ha. Mã số là 185. Rồi cái này 300 ngàn thôi chị, bao ship luôn, để giá cực kỳ mềm cho anh chị luôn. Đó, cái này cụm này cũng liền một lạc luôn á anh chị, tại nó ra tùm nè. Đó, chị coi nè ha. Đó, liền luôn ha anh chị. Nguyên một củ trà bá luôn. 186. 186. Tổng hoành 37. Tổng hoành 37 luôn anh chị. Chiều cao 17. Chiều cao 17. Rồi mã số là 186. Cũng 300 ngàn thôi chị, bao ship luôn. Cây này nó bự nè chị, một cốt luôn ha. 187. Bán giá cực kỳ mềm luôn anh chị ơi. Quanh 29. Quanh 29. Chiều cao 22. Chiều cao 22. Mã số là
107. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 500.000 bao ship luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị và nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn thì cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn. Tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó. Tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á. Để sẵn là kẻ luôn cũng được. Rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây. Em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về. Loại mới nè cô chú anh chị. Lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chị. Này rất là dày nha anh chị, nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi làm dán lên vô ha cô chú, dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó.
là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, với một cây vui này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này dám là kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mất nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. À, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì